Kính chào quý vị đang đến với bản tin An ninh Thế giới của truyền hình Công an Nhân dân. Vừa rồi là phần điểm qua những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Quý vị quan tâm xin đừng rời màn hình. Quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông vào rạng sáng ngày hôm nay và các tên lửa đã bay khoảng 550 km trước khi rơi xuống biển. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết hai vật thể bay của Triều Tiên dường như đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Theo đó, các tên lửa đã bay được khoảng 600 km ở độ cao tối đa là 50 km và dường như có quỹ đạo bất thường. Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho biết đã phản đối Triều Tiên liên quan đến vụ phóng mới này thông qua một kênh ngoại giao. Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra một ngày sau khi Hàn Quốc và Mỹ tổ chức phiên họp đầu tiên của nhóm tham vấn hạt nhân tại Seoul. Trong ngày 18 tháng 7, Nhà Trắng thông báo tàu ngầm hạt nhân của Mỹ lần đầu tiên ghé thăm cảng Busan của Hàn Quốc sau nhiều thập kỷ, nhằm thể hiện cam kết răn đe mở rộng của Washington dành cho Seoul. Cuộc xung đột ở Ukraine đang ngày càng trở nên không thể đoán trước và tình hình chiến trường cho thấy là các biện pháp quân sự không thể giải quyết cuộc khủng hoảng và việc tiếp tục xung đột sẽ chỉ mang lại nhiều đau khổ hơn cho dân thường. Đây là nhận định của Phó đặc phái viên Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc cảnh sảng và nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là chỉ giải pháp chính trị mới có thể giải quyết xung đột ở Ukraine, đồng thời thúc giục cộng đồng quốc tế tìm kiếm một kết thúc hòa bình cho cuộc xung đột hiện nay. Phát biểu tại một cuộc họp mở về Ukraine tại Liên Hợp Quốc, ông Cảnh Sảng đã đề xuất một khuôn khổ 4 điểm cho các nỗ lực hòa bình trong tương lai. Theo đó, Trung Quốc kêu gọi Nga và Ukraine tổ chức các cuộc đàm phán, hạn chế tác động lan tỏa tiềm tàng của cuộc khủng hoảng, giải quyết các vấn đề nhân đạo, cũng như đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân, đặc biệt tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Nhà ngoại giao Trung Quốc cũng lập luận rằng, bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột ở Ukraine cần phải duy trì một khái niệm an ninh chung, toàn diện, hợp tác và bền vững. Cuộc khủng hoảng Ukraine một lần nữa chứng minh rằng việc theo đuổi an ninh tuyệt đối, kích động đối đầu khối và mở rộng liên minh quân sự là hành động nguy hiểm, chỉ có thể mang lại sự hỗn loạn và bất ổn cho châu Âu và toàn thế giới. Chìa khóa cuối cùng để giải quyết khủng hoảng là thông qua một quan điểm chung, toàn diện, hợp tác và bền vững về an ninh cũng như xây dựng một cấu trúc an ninh châu Âu cân bằng, hiệu quả và bền vững. Hồi đầu năm nay, Trung Quốc đã công bố lộ trình hòa bình 12 điểm để chấm dứt giao tranh ở Ukraine, kêu gọi nối lại đàm phán và lập luận rằng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia cần được giữ vững. Sáng kiến này đã nhận được sự đón nhận tích cực ở Moscow, song phía Kiev và một số nước phương Tây lại mạnh mẽ phản đối, với cáo buộc Bắc Kinh ủng hộ lợi ích của Moscow. Còn trong bình luận mới nhất liên quan đến sáng kiến ngũ cốc biển đen mà Nga đã tuyên bố tạm ngừng cách đây 2 ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay ý định tiếp tục thực hiện thỏa thuận này mà không có sự tham gia của Nga sẽ đem lại nhiều rủi ro. Bình luận được đưa ra trước đề xuất của Ukraine với Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine bất chấp việc Nga dừng tham gia thỏa thuận. Theo ông Peskov, vấn đề này liên quan đến khu vực tiếp giáp với hoạt động quân sự và nếu không có đảm bảo an ninh thích hợp, sẽ xuất hiện những nguy cơ nhất định tại đây. Do đó, ông Peskov nhấn mạnh các bên cần tính đến những nguy cơ này nếu thực hiện thỏa thuận mà không có Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin cũng tuyên bố các vùng biển mà các tàu chở ngũ cốc đi qua cũng được Ukraine sử dụng cho mục đích quân sự, trong khi chính quyền Kiev bác bỏ điều này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo đã gửi cho Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông điệp chính thức đề nghị tiếp tục thỏa thuận ngũ cốc hoặc thỏa thuận tương tự với hình thức ba bên mà không có sự tham gia của Nga. Tháng 7 năm 2022, Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đã đứng ra làm trung gian cho sáng kiến ngũ cốc biển đen nhằm giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu ngày càng trầm trọng do tình hình xung đột giữa Nga và Ukraine, hai nước xuất khẩu ngũ cốc hàng đầu thế giới. Thỏa thuận đã 3 lần được gia hạn và đã hết hiệu lực vào ngày 17 tháng 7. Người phát ngôn Peskov cho biết phần thỏa thuận liên quan đến Nga đã không được thực hiện và ngay khi các bên còn lại tuân thủ đầy đủ các cam kết đối với Moscow, nước này sẽ ngay lập tức trở lại thực hiện thỏa thuận. Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, thì đặc phái viên về khí hậu của Mỹ ông John Kerry đã có cuộc gặp với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại Bắc Kinh, trong đó nhấn mạnh là Mỹ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc để cùng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Tại cuộc gặp, ông Kerry cho biết Mỹ hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ duy trì ổn định. Mỹ sẵn sàng tăng cường hợp tác với Trung Quốc để cùng giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và những thách thức toàn cầu cấp bách khác, cũng như thúc đẩy hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra thành công vào tháng 11 tới.
Về phần mình, cho rằng ứng phó toàn cầu với biến đổi khí hậu là nhiệm vụ khó khăn, Thủ tướng Lý Cường đã kêu gọi thực hiện chủ nghĩa đa phương và tuân thủ các mục tiêu, cũng như nguyên tắc đặt ra trong Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Ông cho rằng tất cả các bên nên gánh vác trách nhiệm của mình và tuân thủ nguyên tắc trách nhiệm chung, nhưng có phân biệt trong việc giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Ông Lý Cường hy vọng rằng Trung Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của nhau, có những hành động cụ thể để thực hiện những đồng thuận mà nhà lãnh đạo hai nước đã đạt được tại cuộc gặp ở Bali, Indonesia hồi năm ngoái, thu hẹp bất đồng và đưa quan hệ Trung-Mỹ sớm trở lại quỹ đạo phát triển ổn định. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã được thông báo về việc mình là đối tượng bị điều tra về các nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020. Đây có thể là lần thứ ba trong năm nay ông Donald Trump bị truy tố hình sự. Ngày 4 tháng 4 vừa qua, ông Donald Trump đã trình diện tại tòa án ở Manhattan, trở thành cựu Tổng thống Mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự, trong bối cảnh các công tố viên đã cáo buộc ông chi tiền cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình. Tiếp đó, trong tháng 6, ông bị truy tố về việc xử lý các hồ sơ mật sau khi rời nhiệm sở. Ngoài ra, ông Donald Trump hiện cũng đang bị bang Georgia điều tra về nỗ lực đảo ngược kết quả cuộc bầu cử năm 2020 ở bang này. Ông Donald Trump cùng nhiều thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích các cuộc điều tra và coi đó là nỗ lực của Đảng Dân Chủ nhằm ngăn cản việc ra tranh cử Tổng thống của ông trong năm tới. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã ký ban hành luật cho phép thành lập quỹ đầu tư quốc gia trị giá 500 tỷ peso, tức là khoảng 9 tỷ đô la Mỹ, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và xây dựng cơ sở hạ tầng. Quỹ đầu tư quốc gia sẽ tận dụng một phần của các quỹ đầu tư nhưng chưa được sử dụng hoàn toàn của chính phủ để thúc đẩy nền kinh tế phát triển mà không tạo thêm gánh nặng tài chính và nợ nần cho đất nước. Quỹ này sẽ giúp chính phủ đạt các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và giảm phụ thuộc vào các khoản vay của nước ngoài để xây mới cầu, đường, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao và thu hút thêm đầu tư nước ngoài. Tổng thống Marcos cam kết là quỹ sẽ được sử dụng minh bạch và chỉ những chuyên gia tài chính hàng đầu mới được giao quản lý quỹ. Đợt nắng nóng bất thường đã khiến cho nhiều thành phố ở Italia ghi nhận nhiệt độ đạt mức cao kỷ lục trong ngày 18 tháng 7, trong đó nhiệt độ tại thủ đô Roma thì lên tới mức mới là 42 độ C. Trong ngày hôm qua, thì 20 thành phố lớn của Italia đã ở trong tình trạng báo động đỏ do nắng nóng, trong đó có thủ đô Roma. Nhiệt độ tại khu vực Sardinia và Sicily được ghi nhận lên đến 46 đến 47 độ C, và dự báo trong ngày hôm nay sẽ có thêm 4 thành phố nữa gia nhập tình trạng báo động đỏ, trong khi thời tiết chỉ dịu đi tại Bolzano. Để đối phó với tình hình, Bộ Y tế Italia đã khuyến nghị các địa phương duy trì hoạt động của các phòng khám ngoại trú 24/7, cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp tại nhà cho người già và các nhóm dễ bị tổn thương, cũng như tăng cường nhân viên trực tại tất cả các cơ sở y tế. Hiện tại, thì thủ đô Roma đã thiết lập 28 điểm hỗ trợ y tế quanh thành phố, khuyến nghị người dân uống đủ nước và nên ở trong nhà vào thời điểm nóng nhất trong ngày. Tình hình thời tiết cực đoan bất thường do tác động của biến đổi khí hậu đang khiến cho mùa cháy rừng năm nay ở nhiều quốc gia trở nên nghiêm trọng hơn. Thông tin chi tiết trong cụm tin quốc tế. Cháy rừng ngoài kiểm soát hôm qua đã quét qua một khu rừng và các thị trấn phía tây bắc Athens, Hy Lạp trong ngày thứ ba. Nhiều cư dân phải rời bỏ nhà cửa khi chính quyền địa phương nỗ lực ngăn chặn ngọn lửa lan đến khu vực có các nhà máy lọc dầu. Giới chức sở tại cho biết cháy rừng đang hoạt động trên khu vực kéo dài hơn 8 km, làm hư hại những ngôi nhà xung quanh thị trấn Mandra. Hơn 250 lính cứu hỏa được hỗ trợ với các tình nguyện viên, 75 xe chữa cháy, 11 máy bay và 9 trực thăng đã chiến đấu với ngọn lửa. Italia và Pháp đã gửi 2 máy bay chữa cháy để hỗ trợ Hy Lạp. Tại Canada, số vụ cháy rừng được phân loại là ngoài tầm kiểm soát, đang lên tới gần 600, khi nước này đang trải qua mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Hơn 100 trận cháy rừng khác đang bị lính cứu hỏa khống chế, trong khi hơn 200 đám cháy được coi là đã được kiểm soát. Tỉnh British Columbia là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 1/3 số vụ cháy đang diễn ra ở đây. Các đám cháy rừng đã tàn phá 10,7 triệu hecta trên toàn Canada trong mùa cháy rừng năm nay, với hơn 4.200 vụ bùng phát được báo cáo trong năm 2023. Đây là diện tích bị thiêu rụi lớn nhất kể từ khi số liệu thống kê bắt đầu được tổng hợp vào những năm 1980. Thưa quý vị, Hồng Kông, Trung Quốc vốn được biết đến là thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới trong 13 năm liên tiếp, theo công ty nghiên cứu Demographia. Và thời gian chờ đợi để được mua các căn nhà ở xã hội trung bình là hơn 5 năm. Những người có gia đình và người lớn tuổi được ưu ái, vì vậy cơ hội tìm nhà với người trẻ độc thân gần như bằng không. Tình trạng thiếu nhà ở kinh niên hiện đang làm ảnh hưởng đến giấc mơ sống tự lập của giới trẻ Hồng Kông, Trung Quốc.
Do đó, chính quyền đặc khu hành chính này đã đưa ra giải pháp bằng các mô hình ký túc xá thanh niên để hỗ trợ giới trẻ tìm kiếm một nơi ở phù hợp. Và mời quý vị cùng tìm hiểu về mô hình này trong phần cuối của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với tôi trong những phút vừa rồi. Chào mừng các bạn đến tham quan căn hộ của chúng tôi. Chỗ này là phòng tắm. Phía bên trái là bàn làm việc của bạn trai tôi. Và đây là khu vực tôi thường làm việc. Khi vào đây, bạn sẽ thấy phòng ngủ của chúng tôi. Tôi rất thích cách trang trí này. Hai tháng trước, chị Chen Si Tung, nhân viên bảo hiểm 23 tuổi, đã tìm được cho mình một chỗ ở mới, gọi là nhà trọ thanh niên, nơi cung cấp phòng cho thanh niên được chính quyền trợ cấp và có thể thuê tới 5 năm. Với căn phòng rộng 30m², đây được cho là lựa chọn tốt nhất giúp chị Chen Si theo đuổi cuộc sống độc lập, rời xa gia đình. Chị Chen Si chỉ phải trả tiền thuê là 4.100 đô la Hồng Kông, tương đương hơn 12 triệu đồng mỗi tháng, rẻ hơn 30% so với cùng diện tích trong một căn hộ được chia nhỏ ở cùng khu phố. Trước kia, nếu thuê một căn hộ bên ngoài thành phố, cộng với chi phí đi lại, tôi có thể tốn tổng cộng 10.000 đô la Hồng Kông mỗi tháng, quá tốn kém, nên tôi đã tìm đến phương án nhà trọ thanh niên. Chương trình nhà trọ thanh niên được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2011. Tuy nhiên, phải đến tháng 7 năm 2022, sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ghé thăm Hồng Kông, nhân kỷ niệm 25 năm đặc khu này được trao trả về cho đại lục và quyết liệt chỉ đạo giới chức địa phương giải quyết tình trạng thiếu nhà ở, việc làm cho giới trẻ, chương trình mới được đẩy mạnh. Nếu giới trẻ có tương lai, thì Hồng Kông cũng có tương lai. Chúng ta phải dẫn dắt thế hệ trẻ hiểu sâu sắc các xu hướng phát triển chung của quốc gia và toàn cầu, đồng thời nâng cao ý thức tự hào và quyền làm chủ quốc gia của họ. Chúng ta nên giúp những người trẻ tuổi giải quyết những khó khăn thực tế mà họ gặp phải trong giáo dục, việc làm, khởi nghiệp và vấn đề nhà ở. Các ứng viên tham gia chương trình phải là người dưới 31 tuổi, kiếm được ít hơn 25.000 đô la Hồng Kông, khoảng 74 triệu đồng một tháng, và có tài sản dưới 380.000 đô la Hồng Kông. Các ứng viên sẽ được chọn sau khi phỏng vấn. Họ cũng được yêu cầu thực hiện 200 giờ một năm phục vụ cộng đồng hoặc các hoạt động xã hội được phê duyệt để giữ phòng cho họ. Mục đích của chương trình nhà trọ thanh niên là hòa nhập cộng đồng. Cá nhân tôi thích giao lưu với những người trẻ tuổi. Nơi này cho phép tôi làm điều đó vì những người sống ở đây có độ tuổi trung bình từ 18 đến 30. Chúng tôi có thể thực hiện các hoạt động cùng nhau, ví dụ như chơi thể thao, lên kế hoạch cho các sự kiện. Thậm chí tôi có thể thuyết trình về ngành bảo hiểm của mình. Những hoạt động này có thể được tích vào số giờ phục vụ công ích mỗi năm. Hiện tại, chương trình đặt mục tiêu cung cấp 3.000 phòng trọ đơn trong 5 năm thông qua việc chuyển đổi từ khách sạn sang ký túc xá và sẽ dần vượt lên 3.400 phòng theo chương trình hoặc là các dự án tái phát triển tài sản thuộc sở hữu của một số tổ chức phi lợi nhuận.